Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khế ước đẻ thuê của tác giả Hoàng Chi Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tiếp sau đó diệp vẫn làm những công việc thường nhật bảo lúc này cũng về muộn hơn bình thường trong một lần vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện giữa bà kim và anh thì hiện tại anh đang đầu tư thêm về lĩnh vực y tế nên rất bận cô chỉ biết như thế số lần chạm mặt trong ngày rất ít kể từ lần thứ hai phát sinh quan hệ anh cũng không có hành động thô bạo hay vượt quá giới hạn đối với cô nữa tuy nhiên lúc đối diện anh, trong cô luôn có một nỗi sợ vô hình hiện hữu. Diệp đã quen dần với cuộc sống hiện tại, chỉ trừ đôi khi lại nhớ quê nhà mà cô khóc âm thầm. Vườn cải của cô phát triển rất tốt, lá to xanh mướt cũng sắp gần thu hoạch được. Vẫn như ngày thường, buổi chiều cô lại ra xem vườn cải nhỏ. Ngoài cổng lớn có một chiếc xe chạy vào, người trên xe mở cửa bước xuống là Luân anh vừa tiếp quản bệnh viện nên rất bận rộn hôm nay có việc nên hẹn đến nhà gặp bảo ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa vào nhà mới được mùi cho biết diệp ngoài vườn nên đã đi ra trông thấy cô ngồi vạch từng cây cải bắt sâu còn nói chuyện với mấy con sâu vô tri anh không nhịn được mà khẽ cười diệp theo trực xác mà quay lại miệng lắp bắp anh là luân mỉm cười giới thiệu chào em anh tên Luân, bạn của Thế Bảo. Lần trước anh có đến nhà em chơi, em còn nhớ anh chứ?" Diệp gật đầu cười nhẹ. "Dạ, mà bây giờ cậu Ba chưa có về, bà chủ cũng ra ngoài rồi." "Không sao, anh ở chơi đợi Thế Bảo về. Vậy mời anh vào nhà uống nước." "Không sao, ở đây cũng được, không khí thoáng đãng trong lành. Mà em làm gì ở ngoài này vậy?" "Tôi chăm cho mấy luống cải thôi." Này là em chồng sao Thế khoảng đất bỏ trống không làm gì Nên tôi thử chồng Không nghĩ lại phát triển tốt đến vậy Em giỏi thật Mà cho anh Mạo muội biết tên em được không Tôi tên Huỳnh Diệp Em bao nhiêu tuổi Năm nay tôi 19 Nhìn em anh cũng đoán còn trẻ Mà không nghĩ lại chỉ mới 19 thôi Mà sao em lại chọn công việc này Mà không phải học nghề gì đó Nhà tôi ở quê nghèo lắm Nên tôi mới đi làm À mà em làm ở nhà thế bảo lâu chưa nếu có thể anh sẽ giúp em học một cái nghề mà em thích diệp có chút hoài nghi tại sao luân lại đề nghị giúp mình trong khi cả hai chỉ mới tiếp xúc nhưng hiện tại hoàn cảnh cô khó ai có thể giúp cảm ơn anh nhưng tôi làm việc ở đây cũng rất ổn không cần sợ thật ra vì thấy em còn trẻ làm công việc này có hơi tiếc Phần muốn giúp vì anh cũng cảm mến em chứ không có ý xấu gì cả. Tôi rất cảm kích nhưng tôi nhà quê ít học nên làm công việc này là phù hợp. Giờ tôi cũng phải vào nhà để làm việc rồi. Anh cứ vào nhà uống nước rồi đợi cậu ba nha. Thấy Diệp từ chối nên Luân cũng không nói đến nữa. Vậy mình vào nhà đi. Ơ ờ, em bị làm sao thế? Tự nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng. Mọi thứ tối đen Cả người liêu siêu suýt ngã May Luân đỡ kịp Hai người đang làm trò gì vậy Luân chưa kịp nói gì Bảo đã kéo Diệp về phía mình Từng khớp tay siết chặt lấy cánh tay cô Sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô Đối với đàn ông Cô nhiều thủ đoạn nhỉ Diệp bị đau khẽ nhíu mày Cố gắng gượng rời thoát khỏi anh Nhưng không được Thế bảo cậu đang nói gì vậy Tôi thấy Huỳnh Diệp choáng nên đỡ cô ấy thôi còn biết cả tên nhau nữa ư bảo nhếch môi khinh thường chuyện nhà tôi cậu đừng xen vào thì tốt hơn hôm nay tôi bận ngày mai cậu cứ đến thẳng Kim Long rồi bàn chuyện nói rồi bảo kéo Diệp đi vào nhà mặc cho Lân đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì cậu ta làm sao thế tự nhiên lại nổi nóng cậu ba buông tôi ra đi vào đến nhà Diệp dùng rằng chống cự đến đỏ cả một khoảng da thịt nơi cánh tay nhưng bảo vẫn không bỏ tay cô ra lên đến tầng đưa chân đá mạnh làm cánh cửa mở toang sau đó dùng lực mạnh ném cô ngã xuống giường bàn tay bóp lấy cổ họng cô ánh mắt bừng bừng sát khí cô thèm đàn ông đến mức như vậy sao ngạt thở diệp đưa tay vùng vẫy tôi không có tận mắt tôi trông thấy cô còn muốn chối nếu cô đã thèm khát đến mức như vậy tôi sẽ thỏa mãn cô Bảo cởi bỏ quần áo trên người mình Rồi thô bạo cưỡng bức cô Đối với những hành động hung hãn đó Diệp đành bất lực Chỉ biết cắn răng cảm chịu Nước mắt tủi nhục đau đớn Lặng lẽ rơi dài trên mặt Sau khi đã xong Bảo dựa người vào giường Anh nhìn sang Diệp Cô nằm im bất động quay lưng về phía anh Lúc này nhìn dấu vết bầm tím Trên da thịt cô Mà anh cảm thấy cắn rứt Cơn giận dữ đã phần nào dịu đi anh mới nhận ra mình đã đối xử mạnh bạo với cô đừng để tôi thấy cô sở thủ đoạn đối với bạn tôi hay bất kỳ người đàn ông nào khác hình phạt vừa rồi chính là lời cảnh báo giờ cô mặc đồ vào rồi ra ngoài cho tôi thấy lời nói của mình không đá động gì tới cô bảo bắt đầu bực tức tôi nói gì cô không nghe sao không tự mặc được thì khỏi cần mặc nổi nóng bảo lật người cô lại anh hốt hoảng khi máu đỏ nhuộm cả một khoảng chăn. Cô bị làm sao thế? Diệp mơ màng cất giọng thều thào. Ba mẹ, con đau quá. Bảo lập tức mặc đồ vào, rồi lấy chăn quấn lấy cô bồng ra khỏi phòng. Mùi dọn dẹp ở phòng khách thấy Bảo ôm Diệp xuống lên hỏi. Có chuyện gì vậy cậu ba? Huỳnh Diệp bị làm sao thế? Bảo không nói gì, sắc mặt u ám đáng sợ là mùi run khép nép đứng lặng im nhìn anh bế cô đi thẳng ra ngoài vài phút sau có tiếng xe chạy ra khỏi biệt thự tại bệnh viện quốc tế trước phòng cấp cứu Bảo đang đứng ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi từng phút trôi qua lòng anh nảy sinh một nỗi sợ vô hình đèn ở phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ từ trong bước ra Bảo lên tiếng hỏi Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị động thai, dọa sảy vì quan hệ mạnh con thai sao bác sĩ? Anh là chồng mà không biết ư? Hiện tại sức khỏe thai phụ rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể giữ được thai." Bảo thất thần vài giây, việc diệp con thai anh không hề nghĩ đến, vô tình lại tổn thương cô và suýt hại cả con mình. Giờ anh rất hối hận vì hành động mất bình tĩnh vừa rồi. "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Sau đó diệp được chuyển sang phòng chăm sóc vip của bệnh viện, khi cô còn nằm mê man trên giường thì Bảo lại đứng trầm tư hướng mắt ra ngoài cửa sổ hai tay đút vào túi quần lâu lâu lại đưa mắt nhìn đến giường bệnh biểu cảm gương mặt trở nên phức tạp nguyên đêm đó Bảo túc trực ở phòng bệnh gần như không ngủ lúc này Diệp nằm trên giường từ từ mở mắt ra chỉ một màu trắng xóa cô không biết được ở đây là đâu khi cử động tay cảm giác đau nhìn đến mới thấy ống chuyển nước cánh cửa phòng bệnh mở ra bảo từ ngoài đi vào trên tay cầm lỉnh kỉnh các túi tỉnh rồi diệp nhìn đến anh sắc mặt xanh xao đôi môi khô khốc cô cất giọng thều thào cậu ba đây là đâu vậy bệnh viện uống nước đi bảo đem nước đến đút nhưng diệp lại sợ cố gắng gượng ngồi dậy thôi cậu để tôi tự uống được nằm yên đấy tôi có cho phép ngồi dậy không hả sao tôi dám để cậu ba đút nước cho uống được cô nói đúng nếu không vì cô đang mang thai con tôi thì cô nghĩ tôi sẽ hầu hạ cô ư diệp sửng sốt cậu ba nói tôi mang thai sao là bác sĩ nói chứ không phải tôi tại sao không nói cho tôi biết cậu ba muốn tôi nói gì chuyện cô có thai tôi không biết diệp không hề biết việc trong cơ thể mình đang có một mầm sống mấy ngày gần đây cô cảm giác trong người kiểu mệt mệt nghĩ như ở quê khi ốm cũng như thế vài hôm sẽ khỏe lại thôi giờ cô mới biết nguyên nhân thật sự là cô có thai chợt nhớ việc bảo thô bạo đối với mình xong cô cảm giác bụng rất đau cố gắng chịu nhưng rồi dần dần càng kiệt sức tình mẫu từ vô hình liên kết cô sợ hãi hỏi em bé có sao không cậu nghe câu hỏi trong lòng anh cảm thấy áy náy nóng giận tức thì xém khiến cho anh phải hối hận. Cây thai không sao nhưng cô phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống nước đi. Một lát bác sĩ tới kiểm tra. Bà múc từng muỗng nước đút cho cô. Sự dịu dàng hiếm hoi ấy làm cho lòng cô nảy sinh một cảm giác khó tả. Lát bác sĩ đến kiểm tra, tôi sẽ hỏi nên ăn uống thế nào, rồi gọi người ở nhà nấu đem vào cho cô. Không cần phiền thế đâu cậu. Đây là tôi lo cho con tôi chứ không phải cô. Nghe vậy Diệp lặng im, cô hiểu. Vốn dĩ giá trị của cô từ đầu đặt chân vào nhà họ Kim chính vì điều này. Vô thức cô đặt tay lên bụng mình, bên trong chính là con cô. Tình cảm thiêng liêng của một người mẹ bỗng nhiên trỗi lên mạnh mẽ trong cô. Ngoài cửa bác sĩ và y tá đi vào, họ đến kiểm tra hỏi thăm cô, sau đó kê tòa thuốc. Bác sĩ cũng căn dặn cô không được vận động mạnh, tạm thời chỉ được nằm ngay cả đi lại cũng không được vì thai của cô dọa sảy rất yếu nghe xong cô cảm thấy lo lắng trước kia chỉ có một mình cô luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng giờ có con cô cần phải cố gắng gấp nhiều lần nữa cô nằm đây đi tôi ra ngoài một lát nói rồi bảo đi ra khỏi phòng bệnh còn diệp đặt tay lên bụng tự khích lệ mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt Lời của cô đã được Bảo nghe thấy Gương mặt luôn căng giờ dần giãn ra Thế Bảo Cái thai sao rồi hả con Bà Kim lúc này hớt hải đi đến Lúc nãy anh có thông báo Về nhà bà Kim lập tức chạy vào Giữ được Nhưng cô ta rất yếu Cần phải tĩnh dưỡng Nghe xong bà thở phào Tạ ơn tổ tiên của nhà họ Kim phủ hộ May là cái thai còn giữ được Mà tại sao lại xảy ra chuyện chứ Bảo không nói ra nguyên nhân là tại mình Giờ con đi lấy thuốc đã Bệnh viện người ta không đem đến Sao con phải đi lấy Bảo không trả lời mà đi thẳng ra ngoài Bà Kim thấy vậy bỏ đi đến phòng bệnh Diệp đang nằm Bà Cô cứ nằm nghỉ đi Hiện giờ cô đang mang cháu đích tôn của nhà họ Kim rồi Mọi hành động đều phải cẩn thận Tránh xảy ra sơ suất cho đứa bé Nếu không cô đừng mong yên ổn Dạ con biết rồi ạ à. Mà mang thai sao cô không nói tôi biết chứ Còn xém để xảy cô có biết tôi trông mong đứa bé thế nào không thật sự con không biết mình mang thai thôi đi mày đứa bé không sao giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi để cháu nội tôi khỏe mạnh mọi việc khác sẽ có người lo diệp thấy bà kim lo cho cái thai cũng không lấy làm lạ vì đó là mục đích đưa cô về đây một lát sau bảo quay lại trên tay cầm thuốc bác sĩ kê toa lát người cho cô ta ăn rồi uống vào giờ con đến tập đoàn ừ mà con có hỏi khi nào xuất viện về không ở nhà có bác sĩ đấu cũng thuận tiện hơn tạm thời ở đây theo dõi một hai hôm rồi mới tính sao cũng được miễn cháu nội mẹ không sao thôi con đến tập đoàn đây bảo nhìn đến diệp một cái rồi quay người rời đi khỏi phòng bà kim đem thuốc đến nói chờ lát mùi nó đem cháo vào cô ăn rồi uống thuốc dạ một lát sau mùi mang cháo vào đến Diệp ăn vài muỗng rồi uống thuốc Ngoài ra còn có cả sữa Trước giờ quen làm việc Giờ phải nằm để người khác chăm sóc cho Diệp cảm thấy rất ngại Sữa chịu khuấy rồi Chờ nguội lát chị đút cho em uống Để đó lát em tự uống được rồi chị Không được Bà chủ có dặn không được để em làm gì hết Không muốn làm khó mùi Nên Diệp để mùi đút sữa Giờ em mang thai con của cậu ba rồi Biết đâu mai mốt em sẽ thành mợ ba Chị đừng nói vậy Em biết thân biết phận mình mà Chị thấy em xinh đẹp lại ngoan hiền Rất xứng đôi với cậu ba Tuy hiện tại em chỉ đẻ con cho cậu Nhưng ai biết được sau này chứ Chị tin người tốt sẽ gặp may mắn Diệp chưa bao giờ nghĩ sẽ trào cao Vịt hóa vượng hoàng Cô vốn chỉ muốn đi làm bằng công sức kiếm tiền Chữa bệnh cho ba Để nhà đỡ khổ Nhưng không nghĩ lại vướng vào khế ước đó Bây giờ cô đã có thai cuộc sống sau này cô còn chưa biết sẽ ra sao nữa em giờ đâu dám nghĩ đến tương lai nữa chị em đừng bi quan phải vui vẻ thoải mái mới tốt cho em bé trong bụng đây là cháu đích tôn của kim sa em không nghe mẹ quý nhờ con sao em chỉ mong được gần con là em mừng rồi chị nhưng diệp ngập ngừng cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình cô sợ sau này sẽ bị bắt chia xa với con của mình Nghĩ đến cô đã không chịu nổi Thôi em đừng nghĩ lung tung Giờ lo tĩnh dưỡng cho khỏe Em sáng uống cho hết sữa đi Chắc tối cậu ba sẽ vào Cậu ba nói vậy hả chị Không có chị đoán thôi Em có thai con của cậu Tất nhiên cậu phải vui chứ Bà chủ kêu chị ở đây lo cho em Đồ ăn sẽ được bà vu nấu Rồi tài xế mang vào Em thấy vì mình mà phiền mọi người quá Phiền gì em đang mang trọng trách lớn lao cần được chăm sóc mọi thứ tốt nhất bà chủ căn dặn như vậy tự nhiên em thấy áp lực quá diệp gượng cười cô không biết việc có thai là điều may mắn hay không nữa chỉ là hiện tại cô chỉ mong con mình khỏe mạnh mà thôi sau khi uống sữa xong cô ngủ một giấc đến khi thức dậy đã chiều tài xế cũng mang đồ ăn vào mùi giúp cô lau người thay đồ rồi đút cho ăn mọi sinh hoạt đều không rời khỏi giường Diệp thấy rất bất tiện và ngại Nhưng bác sĩ đã căn dặn nên phải nghe theo Rất nhanh đã tối Cô vẫn chưa ngủ cứ nhìn ra cửa Trong lòng cứ ngóng trông Mong đợi điều gì đó Em ngủ sớm đi mới nhanh khỏe được Dạ chị Chị nằm ở đây có gì cần cứ kêu chị nha Phòng vip nên đầy đủ tiện nghi Không khác gì trong khách sạn Ngoài giường dành cho bệnh nhân Còn có thêm một giường khác cho người thân mười nằm cách đó không xa. Diệp nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng không được. Cô cứ cảm thấy hụt hẫng bồn chồn. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Hay do có thai nên tâm lý cũng thay đổi. 11 giờ đêm, hành lang bệnh viện cũng vắng vẻ hơn. Bảo lúc này đang đi về phía phòng bệnh. Anh không có ý định sẽ đến đây vì biết có người ở trong này. Nhưng lái xe nửa đường lại đổi ý sẽ hướng đến bệnh viện. Nắm lên tay vặn cửa anh nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Ai cho phép cô tự ý bước xuống giường vậy hả? Lúc này ở giường bệnh Diệp mắc vệ sinh, thấy mùi đang ngủ ngon, cô không muốn phiền nên đã gión rén chân xuống giường. Bất ngờ một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Quay lại thì bảo đã đến ngay bên cạnh, đưa tay bế cô lên. Cậu ba, cô xuống giường để làm gì? Chuyện tế nhị nên Diệp cũng ngại khó mở lời bảo không kiên nhẫn mà gằn giọng nói tôi tôi muốn đi vệ sinh bảo nghe vậy bồng diệp đi thẳng đến phòng vệ sinh để cô xuống rồi lại đưa tay nắm quần cô diệp hốt hoảng giữ lại cậu ba làm gì thế tôi giúp cô đi vệ sinh không cởi quần thì đi kiểu gì diệp mắc cỡ cứng người không ngờ bảo muốn làm cả việc này dù hai người đã xảy ra quan hệ nhưng dù gì anh cũng là đàn ông sao cô giải quyết trước mặt anh được tôi tự làm được rồi cậu ba mang thai con tôi mà còn mắc cỡ diệp cúi đầu lặng thinh cô nghĩ biết thế ngay từ đầu đã không nói gì để giờ rơi vào tình thế xấu hổ này tôi đứng ở ngoài xong gọi tôi nói rồi bảo đi ra ngoài anh cũng khép hờ cánh cửa diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nếu anh còn đứng ở đây chắc cô thả nhịn luôn đi vệ sinh xong diệp mở cửa ra bên ngoài bảo đứng tựa lưng vào tường hai tay đút vào túi quần vẻ mặt lãnh đạm cô ngây người vài giây tự hỏi sao lại có người đàn ông đẹp đến thế xong rồi giọng nói cất lên làm cô bừng tỉnh nhỏ giọng nói dạ cậu ba bảo đứng thẳng người đi đến đưa tay bế cô lên đi đến giường tôi có thể tự đi được mà cậu tôi không nói cô không đi được nhưng cô có lường được nó ảnh hưởng đến đứa bé không? Người tôi thế nào tôi biết mà cậu Cứng đầu lì lợm Diệp thấy anh khó chịu nên cũng im lặng Đặt cô nằm xuống giường xong Bảo đứng yên một lúc Muộn rồi cậu ba về nghỉ ngơi đi Việc của tôi đừng quản Đói bụng không? Không có Chiều ăn gì? Tài xế có mang cháo vào Ăn nhiều không? Cũng được một chén cậu Cậu uống thêm sữa không? Chị mùi có khuấy lúc tối tôi uống rồi cậu Vậy ngủ đi Còn cậu ba Tôi cũng đi ngủ Vậy giờ cậu về nhà hả Không tôi sẽ ở lại đây Giường chị mùi đã ngủ rồi Chỗ đâu cậu ba ngủ Ở đây giường cũng đủ rộng cho hai người mà Nghe anh nói vậy Diệp bất xác đỏ mặt Hay để tôi nằm cùng chị mùi Để lại một giường cho cậu ba ngủ Cô sợ tôi sao Diệp lúng túng cô cũng không rõ bản thân mình chỉ là sau những tổn thương lăng mạ thậm chí sỉ nhục nhưng trước mặt anh cô lại chưa từng căm hận có thể số phận của cô là thế cô phải chấp nhận cô ngủ đi tôi đến ghế nằm được rồi bảo quay người đi đến ghế rồi ngã người nằm xuống rất nhanh hai mắt đã nhắm tít diệp nhìn đến bất giác trong lòng hơi xót cô biết bảo rất bận rộn công việc gần như chiếm hết thời gian của anh nhưng đã muộn mà anh còn vào. Biết rõ là vì đứa bé trong bụng nhưng không tự chủ mà có chút vui khi trông thấy anh. Chỉ là trùng hợp đúng vào lúc tế nhị kia. Lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi cô quay mặt vào trong nhắm mắt ngủ. Sáng sớm mùi thức dậy trông thấy bảo liền giật mình. Cậu ba vào đây lúc nào vậy à? Chị chăm sóc người bệnh thế nào mà ngủ như chết vậy? Diệp sợ mùi bị la nên lên tiếng. Không phải đâu, sao tôi không muốn phiền nên không gọi chị mùi thôi cậu ba đừng trách tội chị chị ta làm công việc của mình mà cô sợ phiền vậy chị ta ở đây chẳng phải vô nghĩa sao tôi tôi biết sai rồi cậu ba bỏ qua cho tôi nếu tôi thấy lần nào nữa chị cũng không cần làm việc ở nhà tôi nữa tôi xin hứa cậu ba đừng đuổi tôi đi làm công việc của mình đi dạ cậu ba diệp chứng kiến mùi bị bảo trách phạt còn xém mất việc mà ái náy vô cùng giờ cô mới biết việc mình nghĩ cho người khác không hẳn là tốt từ khi nó lại vô tình làm hại người đó lúc này bác sĩ đến khám bảo vẫn chưa đi khám xong anh mới hỏi ở nhà tôi có bác sĩ riêng giờ xuất viện về nhà được không bác sĩ vậy cũng được có bác sĩ theo dõi sẽ rất tốt việc bây giờ là thai phụ cần nghỉ ngơi thoải mái tránh vận động mạnh tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ bác sĩ đi rồi Mùi cũng mang đồ ăn sang lên tới, dọn ra bàn cho Bảo kèm theo ly cà phê. "Cậu ba ăn sáng đi. Lấy cô ấy ăn trước đi." Dạ. Mùi đem phần cháo cá chép được tài xế vừa mang vào đưa cho Diệp. "Để chị đút em ăn." "Dạ thôi." Diệp định bảo có thể tự ăn được, nhưng lời chưa nói hết, cô trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Bảo hướng đến mình liền thôi. Chuyện vừa rồi đã cho cô bài học mùi múc cháo đút cô há miệng ra ăn lúc này bảo cũng ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa em no rồi chị ừ vậy để chị lấy thuốc cho em uống diệp uống thuốc xong bảo đi đến giờ tôi đến tập đoàn chiều nay sẽ xuất viện về nhà cô nghe xong không nói gì sau đó bảo rời đi mùi dọn dẹp xong đi ra tử phòng vệ sinh cậu ba vào lúc nào vậy em lúc khuya đó chị em xin lỗi Tại em mà khiến chị bị cậu ba la Không sao đâu Em đừng tự trách Cậu ba giận nên nói vậy thôi Mà chiều nay em được xuất viện rồi Về nhà sẽ thoải mái hơn Dạ chị Em nghỉ đi Lát chị khuấy sữa cho uống Tầm chiều bảo vào làm thủ tục xuất viện Để đưa Diệp về nhà Mùi thì sách đồ Y tá có đem xe lăn để Diệp ngồi Hiện tại cô phải hạn chế đi lại Lúc này cô kêu mùi Chị giúp em lên ngồi xe nha Em không đợi cậu ba về bồng em Dạ thôi Em không muốn phiền đến cậu ba Lại muốn sở thủ đoạn à Bảo từ ngoài đi vào Diệp lúc này vẫn còn ngồi trên giường bệnh Cô không quan tâm lời mỉa mai của anh Mà nói với Mùi Chị lấy xe lại giúp em Mùi nhìn qua Bảo với vẻ sợ sệt Sau đó đi đến chỗ để xe lăn Chưa kịp đẩy đến Bảo đã lên tiếng Chị Long mang đồ xuống dưới xe trước đi Vậy còn xe Tôi nói nghe không hiểu sao Cả Mùi và Diệp đều giật mình Vì tiếng quát lớn của anh Mùi lấm lét mang đồ đi ra ngoài trước Diệp không biết bảo làm gì Cô nhìn anh trong lòng có hơi sợ Nhưng vẫn mở miệng nói Chị Mùi mang đồ xuống dưới rồi Vậy cậu ba giúp đem xe lại dùng tôi được không Tôi đưa cô xuống không được hay sao Mà cần xe lăn Tôi không muốn cậu ba nghĩ tôi thủ đoạn này kia có hay không tự cô hiểu chứ Bảo đã đến bên giường Anh đưa tay bế cô lên Hành động nhanh đến mức Diệp không kịp phản ứng Giờ cô đã nằm gọn trong lòng anh Cảm giác tim đập nhanh Bấn loạn Vô thức ngẩng lên chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bảo Cô cúi xuống ngay Cứ như mình vừa làm chuyện xấu Bị phát hiện Hai má nóng gian đỏ bừng cả lên Thấy cô như vậy Khóe môi anh cong lên trên mặt vẫn là vẻ không cảm xúc nhưng đáy mắt thoáng dao động sau đó bảo bồng diệp ra khỏi phòng bệnh đi xuống bên dưới trước cửa bệnh viện chiếc xe Bentley đang đậu thu hút nhiều sự chú ý ai nhìn thấy cũng đều tò mò chủ nhân của chiếc xe bạc tỷ này lúc này bảo bế diệp ra đến mùi đứng gần đó chờ đợi thấy anh liền đi theo mở cửa xe đặt cô ngồi vào sau đó nói với mùi chị vào ngồi với cô ấy đi Dạ cậu ba Mùi lên xe xong Bảo mới vòng lên ghế lái ngồi vào Rồi khởi động xe chạy thẳng Khỏi cổng bệnh viện Xe của cậu ba êm thật Lần đầu mùi được ngồi trên xe của Bảo Nên nêu lên cảm nhận của mình Còn Diệp cũng không khác gì Là một người lớn lên ở quê nghèo Cái xe đạp còn không có Thì ngồi trên xe sang trọng đắt tiền này Đối với cô Cả mơ cũng không dám Bất giác cô nhìn về phía trước người đàn ông này không khác nào ngôi sao trên trời cô chỉ có thể đứng từ xa để nhìn mùi thấy diệp lặng im nên lo lắng em sao vậy không khỏe hay thế nào bảo đang lái xe tự nhiên giảm phanh anh quay lại hỏi bị làm sao tôi không có gì hết cậu ba có gì bất thường thì nói tôi biết tôi biết rồi anh tiếp tục lái xe với tốc độ bình thường được một đoạn bất ngờ lên tiếng Tôi chỉ vì đứa bé Đừng nghĩ tôi lo cho cô Tôi hiểu mà cậu Vậy là tốt Đừng mong vọng tưởng dở trò với tôi Diệp nghe bảo nói câu đó Vốn dĩ nghĩ bản thân đã quen Nhưng trong lòng cô lại buồn Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa Nó như một thế giới xa lạ Cách biệt với cô Về đến biệt thự Mùi mang đồ vào nhà trước Còn Diệp được bảo bồng vào sau Bà Kim ngồi ở phòng khách chờ sẵn Trước đó anh đã báo tin xuất viện về cho bà biết Trông thấy anh bế cô vào bà có vẻ không vui Sao không lấy xe cho nó ngồi rồi đẩy vào cho tiện Như thế còn phiền hơn Vậy thôi con đưa nó vào phòng đi Mẹ có kêu bảo Vũ nấu canh bổ Lát mang vào cho nó ăn Bác sĩ đấu mai sẽ đến khám Vậy mẹ kêu người lát mang canh lên phòng đi Nói rồi bảo bế Diệp đi hướng lên lầu Bà Kim thấy vậy lên tiếng phòng nó dưới đây mà từ giờ để cô ấy ở phòng cạnh con đi như vậy sao được có gì mà không được cứ làm theo ý con đi mặc kệ sự phản đối của bà kim anh bế diệp lên lầu cô cũng không biết tại sao bảo lại để cô ở phòng cạnh anh đến khi đưa cô vào phòng đặt lên giường rồi anh nói không được cho phép đừng tự ý ra khỏi phòng đồ ăn sẽ có người mang lên bác sĩ đấu sẽ theo dõi trong suốt thai kỳ cho cô Tôi ở dưới cũng được mà cậu ba. Đó không phải cô muốn là được. Cậu ba, bà chủ kêu cậu xuống nhà nói chuyện. Tôi biết rồi, chị lấy canh mang lên đi. Dạ cậu. Mùi quay xuống dưới nhà vào lúc này nhìn Diệp, ở yên đó, lát chị Mùi đem canh cho cô. Tôi biết rồi. Sau đó bảo đi ra khỏi phòng, chỉ còn Diệp ngồi trên giường cô nhìn xung quanh, căn phòng rất rộng, đầy đủ tiện nghi cô không hiểu được ý định của anh khi để cô ở cạnh phòng mình canh bổ bà vu nấu em ăn đi mùi từ ngoài đem canh bưng vào đến giường chị để đó lát em ăn cậu ba cho em ở đây cho thấy cậu rất quan tâm em không có đâu chị nếu có cũng vì đứa bé mà thôi dù vì đứa bé thì em là mẹ mà ít nhiều vẫn có chứ diệp không muốn nói đến vấn đề này nên lảng tránh Thuốc của bác sĩ trong về nhà uống Chị lấy em xem đi Ừ để chị lấy cho Bảo đi xuống dưới nhà Bà Kim vẫn còn ngồi ở phòng khách Anh bước tới ngồi đối diện rồi cất tiếng Mẹ kêu con có gì không Chuyện con để con Diệp ở trên phòng đó là thế nào Mẹ không hiểu được ý của con đó Thế bảo Mẹ nghĩ nhiều rồi đó Hiện tại sức khỏe cô ta đang yếu Để cô ta ở trên đó cũng vì đứa bé trong bụng mà thôi nó ở dưới đây vẫn được mà Mẹ sẽ cho người chăm sóc lo cho nó Không nhất thiết phải để ở trên đó Hay là con có ý gì với nó Một người vì tiền bất chấp liêm sỉ như cô ta Mẹ nghĩ sao mà bảo con có ý chứ Bà Kim nghe bảo nói thế Mới dẹp bỏ sự hoài nghi Mẹ kiếm cô ta về Chỉ để sinh con cho con mà thôi Chờ đưa bé chào đời Cho cô ta một số tiền rồi rời đi Từ giờ đến đó vẫn còn lâu Việc quan trọng là để cô ta dưỡng thai Mẹ biết rồi Mẹ sẽ căn dặn mùi chăm sóc lo cho nó Mai bác sĩ đấu sẽ đến Không còn gì nữa con lên phòng đây Bảo đứng dậy đi lên lầu Bà Kim lúc này chợt nhớ Hai ngày rồi Kiệt không về nhà Hôm trước bà có gọi hỏi Thì bảo quán ba sắp khai trương nên khá bận Tuy Kiệt chịu làm ăn Nhưng kinh doanh những thứ đó Bà vẫn thấy bất an Còn mối lo về bảo phần nào giảm bớt chỉ còn chờ đứa bé diệp mang là con trai nữa thì mới triệt để nỗi lo toan trong lòng bà ngồi thêm một lát bà cũng đứng dậy đi lên phòng diệp ăn hết canh thì nằm nghỉ mùi cũng đã trở xuống dưới nhà làm việc tự nhiên cô cảm giác như có người mới quay lưng lại cô giật cả mình cậu ba làm chuyện xấu nhiều quá nên có tật giật mình sao cậu ba không cần ngồi dậy diệp nghe vậy liền nằm im bảo đi đến ngồi xuống bên cạnh giường ánh mắt dán vào phía dưới bụng của cô lúc này diệp nhích người vào trong một tí hành động làm cho bảo khó chịu anh khẽ cau mày sao cậu ba không về phòng nghỉ đi đây cũng là phòng tôi mà ý cậu ba là diệp không dám nói ra suy đoán trong lòng mình cô đang mong nó không phải nhưng trái ngược bảo lại khiến cô bàng hoàng tôi sẽ ở đây sao được chứ Tại sao không, nhà của tôi, cả căn phòng này cũng của tôi. Nhưng giờ tôi đang ở đây sao cậu ba ở cùng được. Tôi nói được là được. Cứ nghĩ đến phải đối diện với Bảo, cô đã cảm thấy căng thẳng, nếu như ở cùng nhau cô không biết mình có thể chịu đựng được không nữa. Không thể nằm im, cô khẽ gượng người ngồi dậy nhìn anh. "Chẳng phải cậu rất ghét tôi hay sao?" Cô nói đúng, tôi rất ghét người khác tính kế với tôi và cô chính là loại người đó. Nếu đã thế cậu ba còn muốn ở đây làm gì Để nhìn tôi thêm chướng mắt Bảo nhách môi Cô đang nghĩ tôi ở đây vì cô ư Xứng sao Vậy nên cậu ba vì đứa bé đúng không Cô đừng có dở trò sau lưng của tôi Nhất là dùng đứa bé Ở đây cô chỉ đóng vai trò Là người đẻ thuê mà thôi Đứa bé là cô mang Còn lại cô sẽ không có bất kỳ liên quan Diệp cảm thấy chua chát Tình cảm mẫu từ thiêng liêng trỗi dậy Nghĩ đến cảnh sau này phải xa con cũng không chịu nổi. Nhưng nghiệt ngã đó lại là số phận trong tương lai. Nước mắt bất xác rơi. Cô khóc là vì đang vui mừng đó sao? Tại sao cậu nghĩ tôi vui? Vì không lâu nữa cô sẽ nhận được một số tiền đó là mục đích của cô mà. Hay là cô muốn nhiều hơn? Bảo cố tình ghé sát tay cô nhấn mạnh từng từ cuối. Sau đó đáy mắt đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh. Hay muốn trở thành mợ chủ của nhà họ Kim này? Diệp bị sọa sợ, cô đẩy anh ra, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Cậu bà đang để cao tôi hay tự hại thấp mình? Lời vừa dứt, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ họng cô, nhưng một giây sau đó đã buông lỏng, tránh không làm cô đau. Cô vượt quá giới hạn của mình rồi đó. Nếu không có đứa bé, cô nghĩ mình sẽ ở đây sao? Từ giờ nên yên phận, làm tốt nhiệm vụ của mình nếu không đừng trách tôi cậu bà sẽ giết tôi sao cô đừng nghĩ tôi không dám diệp nhắm hai mắt như sẵn sàng chờ đợi điều sắp đến nhưng vài giây trôi qua lại chẳng có gì khi cô mở mắt ra đã thấy bảo bỏ tay mình ra rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng diệp thở hắt một hơi cô cảm nhận lúc nãy bảo sẽ bóp chết mình trong một giây suy nghĩ lóe lên mà cô đã cả gan chọc giận anh giờ nghĩ lại cô thấy hối hận và có lỗi với con cô không hiểu sao nghĩ đến sau này phải xa con, cô lại tiêu cực, muốn cùng con giải thoát, đặt tay lên bụng, cô khóc nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ không nên nghĩ đến điều đó, con tha lỗi cho mẹ nha." Sau đó cô nằm xuống giường, rất lâu không thấy bảo trở lại nên yên tâm ngủ, nhưng nửa đêm khi cô đang say giấc, lại có bóng người cao lớn từ ngoài đi vào, đến giường đứng một lúc lâu rồi nằm xuống một bên ngủ đến sáng khi mùi mang đồ ăn sáng lên Diệp mới bị đánh thức Cô không nghĩ mình ngủ nhiều như thế Cô ngồi dậy cười gượng nói Sao em lại ngủ sâu đến thế chứ Ngủ nhiều là tốt mà Em dậy rồi Để chị lấy nước cho em rửa mặt rồi ăn sáng Dạ thôi Để em vào trong rửa được rồi Không được đâu cậu ba biết sẽ mắng đấy Diệp không quên Mùi xém bị đuổi Cũng vì mình làm trái ý của anh vì thế cô đành nghe theo Mùi giúp cô làm vệ sinh cá nhân xong Thì mang đồ ăn sáng đến cho cô ăn Nghe cậu ba nói Lát bác sĩ đấu sẽ đến Mà cậu còn kêu người lên sửa lại phòng gì đó Sửa phòng này hả chị Chị không biết Nghe loáng thoáng cậu điện thoại nói với ai đó thôi Diệp nghe vậy không hỏi nữa Cô nhớ lại tối qua anh không quay lại đây Nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ Giống như có ai đó ôm mình vậy Không lẽ là cô mơ cậu ba đi làm rồi hả chị ừ cậu ba đi từ sớm căn dặn mang đồ ăn sáng cho em ăn rồi thì lấy thuốc em uống phải canh chừng không để em tự ý đi lại nữa có gì phải báo cho cậu biết chị thấy cậu lo cho em lắm đấy cô hiểu nguyên nhân là từ đâu nên không nói gì ăn sáng xong mùi mang xuống dưới nhà một lúc sau bà kim đi vào cùng bác sĩ đấu anh xem kiểm tra bảo đảm cho cái thai trong bụng cho tôi nha tôi biết rồi bà Diệp được bác sĩ đấu khám Mọi việc đều không có gì bất thường Cũng căn dặn tránh vận động mạnh Giống như ở bệnh viện Bác sĩ đấu cũng kê số thuốc bổ Cần thiết cho cô uống Tôi vẫn còn uống thuốc bệnh viện Vậy uống thuốc này nữa có sao không bác sĩ Thuốc bệnh viện đâu Đưa tôi xem Tôi để đằng kia để tôi đi lấy Để tôi lấy cho cô cứ ngồi đó đi Bác sĩ đấu đi đến lấy thuốc xem qua Sau đó nói đều là thuốc bổ dưỡng thai nhưng tạm thời uống cho hết thuốc bệnh viện rồi uống thuốc này cũng được tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nếu không còn gì tôi xin phép cảm ơn anh không có gì đâu bà bác sĩ đấu rời đi bà Kim lúc này mới lên tiếng nói thấy bảo muốn để cô ở đây nên tôi cũng không có ý kiến tôi có thể cho cô đãi ngộ tốt nhất đó là vì cháu nội của tôi việc của cô là phải cẩn thận giữ gìn để cháu tôi đủ ngày đủ tháng chào đời mạnh khỏe. Con biết rồi bà, tôi cũng nhắc lại, đừng có bất kỳ vọng tưởng nào đối với thế bảo. Nó đã có vợ sắp cưới, chờ khi con bé trở về sẽ tổ chức đám cưới. Đó mới là con dâu của nhà họ Kim này, còn cô chỉ là người tôi kiếm về đẻ thuê. Chờ khi đưa bé chào đời, cô sẽ được thêm một số tiền và tôi cũng sẽ hủy tờ khế ước kia cô được tự do không còn bất kỳ liên quan nào đến với nhà tôi nữa diệp nghe mà ngậm ngùi rưng rưng dòng lệ cô cắn răng cam chịu khó khăn lắm mới thốt nên lời dạ bà cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi sau đó bà kim đi ra khỏi phòng diệp bưng mặt mà khóc con ơi mẹ phải làm sao đây đến trưa khi đã ăn cơm xong diệp nghe được tiếng đục tường bên kia căn phòng của bảo cô thắc mắc không biết là gì cô nhớ lại mùi có nói nghe được là anh nói kêu người đến sửa phòng vậy thôi chỉ là tiếng ồn làm cô đau đầu diệp định đứng lên đi đến cửa sổ thì mùi vào đến phòng cậu ba đang sửa hơi ồn để chị đưa em ra ngoài chờ khi nào sửa xong thì vào lại dạ em chờ chị chút mùi chạy ra ngoài không biết làm gì một lát sau đã quay lại kèm theo đó là chiếc xe đẩy em ngồi đi xe này ở đâu vậy chị người ta mang đến lúc nãy cậu ba mua hay sao đó đúng là cậu ba quá chu đáo bất chợt diệp cảm thấy ấm áp dù cô hiểu rõ những thứ đó vốn là vì đứa con trong bụng sau đó mùi đỡ cô lên xe rồi đẩy ra khỏi phòng đến lúc quay lại diệp phát hiện ở bức tường liền với phòng của bảo lại xuất hiện cánh cửa cô lên tiếng sao ở đó lại có cánh cửa vậy chị chị cũng không biết nữa Cả hai đều cảm thấy thắc mắc nhưng chẳng có đáp án. Sau đó, mùi đưa Diệp đến giường nằm xuống. "Em nghỉ đi, việc này đợi cậu ba về sẽ biết thôi, chắc đây là ý của cậu ba, nếu không chẳng ai dám tự ý làm thế này đâu." "Chắc là vậy. Có khi cậu làm cánh cửa thông hai phòng để cậu tiện qua lại đó." Ngay vậy, Diệp không nói gì nữa, sau khi mùi đi rồi, ngồi trên giường cô mới nhớ lại lời tối qua bảo nói không phải là anh đùa mà là sự thật. Cô không biết thời gian tới sẽ phải thế nào. Tưởng chỉ ở cạnh thôi mà giờ có thêm cánh cửa này. Diệp nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt hoang mang, lo lắng. Phòng thế bảo sửa gì mà kêu thợ đến làm vậy? Bà Kim ra ngoài vừa về đến, ngồi ở phòng khách uống nước thấy mùi đi xuống nên hỏi. Cậu ba kêu thợ làm cửa thông giữa hai phòng đó bà. Thông phòng nào? phòng của cậu và của em diệp ai kêu làm chuyện này dạ chắc ý của cậu ba đó bà sao thế bảo lại làm vậy chứ chẳng hiểu nổi bà nên hỏi cậu ba đó ạ à? đó là việc của tôi xuống dưới làm việc đi dạ bà thấy bà kim đang tức giận nên mùi nhanh đi vào trong phòng bếp lúc này từ ngoài kiệt đi vào miệng huyết sáo vui vẻ con làm gì mấy ngày không thấy về vậy kiệt con có nói bận việc hoàn tất quán ba để kịp khai trương mà gì chuyện kinh doanh của con đến đâu rồi mọi thứ đều đã hoàn thiện ngày mai là khai trương đi vào hoạt động dì cũng đến chung vui với con nha ừ để dì nói với thế bảo để đến chúc mừng con nhà mình mấy nay có chuyện gì vui sao gì vẫn bình thường mà sao con hỏi vậy không có tại con hỏi vậy đó mà thôi con lên phòng nghỉ nha dì mấy nay bận rộn nên con cũng hơi mệt mai con lo việc khai trương nữa ừ con đi đi Kẻ đứng dậy đi thẳng lên lầu còn bà kim vẫn ngồi nán lại phòng khách ăn uống thuốc xong diệp lúc này đã lên giường nằm từ khi trong phòng xuất hiện cánh cửa lâu lâu là cô lại nhìn đến lúc này trời đã tối mà cô chưa thấy động tĩnh gì từ bên kia căn phòng khi mùi mang sữa lên cô được biết bảo vẫn chưa đi làm về không muốn nghĩ đến nữa nên cô nhắm mắt ngủ Giật mình thức dậy vô thức cô nhìn lên trước đồng hồ treo tường Đã gần 11 giờ Chợt có tiếng động Nó phát từ cánh cửa kia Cô lập tức quay mặt vào trong giả vờ như đang ngủ Cô nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến mình Sau đó mọi thứ lại tĩnh lặng giống như chưa có gì xảy ra Cô đang nghĩ có phải bảo qua thấy cô ngủ nên đã trở về phòng rồi không Diệp chợt cảm thấy một phần nệm bên cạnh lún xuống sau đó một vòng tay đặt ngang bụng mình cô giật mình quay sang tôi làm cô giật mình sao cậu ba khuya rồi cậu chưa ngủ sao giờ tôi ngủ đây nhưng phòng cậu bên kia mà tôi muốn ngủ ở đây thì sao đâu phải cô chưa ngủ với tôi mà cô lại sợ chứ cậu ba nói vậy là sao có thật cô ngủ say đến không biết gì hay lại giả đò tôi không hiểu vậy thì đừng hiểu lo ngủ đi còn cậu ba thì ngủ Bảo nằm xuống một bên giường quay lưng về phía Diệp rồi nhắm mắt ngủ. Ngồi nhìn một lúc không thấy anh ta có động tĩnh gì hơi thở đều đều phả ra làm cô hoài nghi. Cậu ba ngủ rồi hả? Không có tiếng đáp lại lúc này đã muộn Diệp bất đắc sĩ cũng nằm xuống bên cạnh cô quay mặt vào trong lúc này cô cảm thấy rất bình thường không hề sợ hãi hay bất an gì cả giống như đã quen thuộc vậy cứ như thế cô đã nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ Sáng sớm như mọi khi Bảo từ trên lầu đi xuống Chuẩn bị đến tập đoàn Bà Kim ngồi đợi sẵn trông thấy anh Liền lên tiếng Tối qua con về muộn lắm à Mẹ có chuyện sao Con đến đây mẹ nói chuyện một chút Có chuyện gì mẹ nói đi Việc cái diệp có thai Mẹ đã theo ý con để nó ở trên đó rồi Giờ con còn làm cả cửa phòng Thông hai phòng là thế nào Mẹ không hiểu đó thế bảo Việc đó mẹ đừng bận tâm chỉ cần con cháu nội theo ý mẹ là được con nói vậy sao được con diệp có thai chỉ chờ ngày đưa bé chào đời thôi còn việc con có sự tiếp xúc gần gũi với nó quá mẹ thấy không ổn không ổn là thế nào hả mẹ cô ta đang mang thai con của con mẹ nghĩ còn gần gũi hơn việc đó nữa sao ý mẹ không phải vậy thôi giờ con phải đến tập đoàn hiện tại có nhiều dự án mới nên con rất bận à hôm nay kiệt nói khai trương quán bar Nói con và mẹ đến đó tham sự đó Con tranh thủ đi chúc mừng anh con đi Anh ấy mở quán ba sao Ừ Góp vốn làm cùng bạn gì đó mẹ không dành Giờ anh con chịu làm ăn mẹ cũng mừng Nhưng kinh doanh lĩnh vực đó mẹ không yên tâm Có hỏi bảo ý kiến con Con không nghe thấy anh ấy nói gì đến chuyện này cả Tại thấy em bận quá nên anh không muốn phiền đó mà Kể từ trên đi xuống nghe được nên tiếp lời Vậy hôm nay anh khai trương à? Ừ, em có thể dành ra chút thời gian đến mừng cùng anh không? Anh cho em địa chỉ để em sắp xếp Em chưa nói trước là đến được hay không? Anh hiểu mà Quán của anh là quán Ba Ánh Đêm ở Phạm Thế Hiền Phường 4, quận 8 Rất mong chờ sự góp mặt của em Mẹ cứ đến đó trước đi Giờ con đi làm Con không ăn sáng sao? Đến công ty con ăn sau Mẹ kêu người mang đồ ăn sáng lên trên phòng nha Việc đó có người lo Con không cần bận tâm đâu Sau đó Bảo đi thẳng ra ngoài Kiệt thắc mắc hỏi Thế Bảo dặn mang đồ ăn sáng cho ai vậy gì À cho con Diệp đấy mà Thôi con vào ăn sáng đi Còn lo việc khai trương quán Sao tự dưng thế Bảo đối tốt với cô ta vậy Không phải tốt với con Diệp đâu Chẳng qua hiện tại nó đang có thai Có thai thì sao Con của Thế Bảo hả gì Ừ thôi con và dì vào ăn sáng đi Dì vào ăn trước đi con chợt nhớ quên đồ con lên phòng lấy rồi xuống ngay vậy con đi nhanh rồi xuống kiệt quay người đi hướng lên lầu với vẻ mặt ngông nghênh cùng cái nhếch mép diệp thức dậy đã không còn thấy bào cô hoài nghi không biết tối qua anh có ngủ ở đây không hay chỉ nằm một lúc rồi trở về phòng mình cô không biết do tác dụng của thuốc hay thế nào mà đêm cô ngủ rất say một giấc ngon đến sáng Cạch. Nghe tiếng cửa mở cô nghĩ là mùi Vì thường giờ này mùi sẽ mang đồ ăn sáng lên Nhưng khi nhìn đến cô bất ngờ trông thấy Kiệt Sao lại là anh? Không ngờ cô giỏi thật Mới đó mà đã mang thai con của thằng Bảo rồi Việc đó không liên quan đến anh Nếu anh làm bậy tôi la lên nói cho bà biết đó ỉ mình có thai rồi mạnh mồ mạnh miệng hả? Giá trị là đứa bé trong bụng cô thôi Cô chẳng là cái gì ở đây cả Đừng nghĩ leo lên được giường thằng Bảo Thì trở thành mợ chủ ở đây Đó chỉ là lời anh tự nói thôi Tôi biết thân biết phận mình mà Thật là tội Phải chi em đừng từ chối anh Giờ trong bụng là con anh Thì anh đã cho em cuộc sống sung sướng hơn rồi Phúc phần đó tôi không dám nhận Cô đừng có mà không biết tốt xấu Cậu hai sao cậu lại ở đây Mùi đi vào trong thấy Kiệt có mặt ở đây Bất ngờ nên hỏi Kiệt sợ mùi mách lẻo lại với bà Kim nên nói Phòng này bỏ trống tự nhiên có người ở nên tôi vào xem Không ngờ là cô ta Để em Diệp ở đây là ý của cậu ba đấy à Thì tôi có nói gì đâu Mà chị bảo ý người này người kia Vậy thôi tôi đi đây Kiệt quay người đi sang khỏi phòng Mùi lúc này đến chỗ Diệp hỏi Cậu hai vào đây làm gì hả Không có gì đâu chị Ừ thôi để chị giúp em làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng uống thuốc dạ cứ như vậy diệp dưỡng thai quanh quẩn trong căn phòng đã gần một tháng bác sĩ đấu mỗi tuần đều đến kiểm tra cho cô hiện tại thai đã ổn định cô cũng có thể tự đi lại được nhưng tránh vận động mạnh việc có cánh cửa thông phòng cô với phòng của bảo cũng không đáng sợ như cô nghĩ hàng ngày bảo vẫn đi làm có khi về sớm nhưng rất ít đa phần toàn về muộn. Khi qua phòng thì cô đã ngủ mất, đến sáng thức dậy anh đã đi mất. Dần dần Diệp cũng quen với việc đó. Cô nghe mùi nói anh hay căn dặn bà Vũ thay đổi món để cô không ngán, cũng như hỏi cô thèm gì để mua thêm nếu thai phụ ăn được. Sữa cũng vậy, toàn chọn những loại đắt tiền tốt nhất, đặc biệt đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, không còn những từ ngữ nặng nề nhục mạ cô nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết rõ Những đặc ân này là từ đâu Nhiều hôm nay có người mang đến lỉnh kỉnh các túi Hỏi ra cô mới biết là váy dành cho bà bầu mặc Trong khi hiện tại cô vẫn chưa thấy bụng Em xem cậu ba mua cho em quá trời nhiều đồ luôn Có khi em mặc đến khi sinh cũng chưa hết Nhiều thế này em thấy phung phí quá chị Mà giờ em vẫn chưa thấy bụng Tại em không biết thôi Nhà họ Kim giàu lắm Tiền tiêu mấy đời còn không hết Giờ cậu mua em cứ mặc dần đi Toàn đồ tốt Sờ vào mà mịn đêm thế này Mặc sẽ thoải mái lắm Không thử mua đại như vậy Không biết em mặc vừa không chị Cậu ba lựa chắc cũng biết sai em mà Thôi em thay chiếc này thử xem Mùi lấy một chiếc váy dáng suông màu xanh đưa cho cô Diệp nấn na hồi lâu Mới cầm vào trong tay Khi cô mặc nó vừa khít Cô thắc mắc Sao cậu ba chọn sai vừa y như vậy. Em mặc cái này đẹp nha. Mà công nhận cậu ba công cu thẩm mỹ lại chuẩn. Em mặc vào chị tưởng là hàng đặt may không đó. Diệp đi ra mùi thấy đã khen, mà cô cũng có cảm nhận như mùi, đồ này không khác gì hàng đặt may theo số đo của cô vậy. Em cũng thấy vậy. Chắc hàng hiệu nên vậy đó. Thôi để cái này chị đem treo vào tủ. Em cứ mặc dần đến bụng to là vừa. Để em phụ chị Thôi khỏi, em cứ ngồi đó để chị làm được rồi Mà hôm nay nhà mình có khách Bà chủ dặn bà Vũ nấu thêm món Khách nào vậy chị? Hình như là cậu Luân Em biết đúng không? Đó là bạn cậu ba phải không chị? Ừ, cậu Luân với cậu ba Là bạn thân chơi cùng từ hồi còn nhỏ lận Cũng lâu rồi cậu Luân chưa đến nhà Dạ Diệp chỉ ở trong phòng Nên cô nghe để biết vậy thôi ở ngoài cổng hai chiếc xe đang chạy vào trong sân, con G63 của Luân, còn con Bentley của Bảo. Trong bộ sưu tập của anh có nhiều con siêu xe phiên bản giới hạn, giá lên đến hàng chục tỷ. Luân xuống xe trước còn Bảo lái vào tầng hầm. Lúc này Luân nhìn về hướng căn nhà nhỏ ở sau vườn. Từ lần trước khi đến nhìn thấy cô xong, Bảo có thái độ nổi nóng khác lạ thì anh cũng không đến đây nữa phần do mới tiếp quản bệnh viện đông phương nên công việc rất nhiều trải qua một tháng mọi thứ mới dần tạm ổn chỉ là nội bộ vẫn còn rất căng thẳng vì chú thím hai trong lòng không cam tâm với việc để anh quản lý bệnh viện cậu nhìn gì thế lần quay lại nhìn bảo đang đi tới cười nói à không có gì ừ vào nhà thôi mà huỳnh diệp vẫn còn làm việc ở nhà cậu chứ sao cậu lại hỏi chuyện này Lần trước đến có gặp nên tôi hỏi thôi Mà trông mặt cậu khó chịu vậy Có sao Tự cậu soi gương là biết mà Bớt nhảm đi Không vào nhà thì cậu có thể ra về Tôi đến chơi còn chưa ăn cơm Mà cậu đã đuổi khách thế Tại cậu lại nhảy quá tôi nhức đầu Thế bảo cậu bị làm sao vậy Nãy giờ tôi nói chưa được mấy câu nữa đó Lại nhảy gì chứ Này cậu đợi tôi với luân đứng nói thì bảo đã đi thẳng vào nhà trước thấy vậy luân mới đuổi theo bác gái hai đứa con về cùng nhau hả dạ bác tại thế bảo có đến bệnh viện của con sẵn tiện con và cậu ấy về cùng luôn thôi con ngồi chơi uống nước để bác kêu người dọn cơm cảm ơn bác lần trước chưa kịp ăn cậu ta đã kéo con đi uống rượu nên lần này đến ăn bù có gì đâu Giờ con về ở luôn rồi sẽ có nhiều thời gian hơn. Lúc nào rảnh thì đến nhà bác chơi dùng cơm. Con xem ở nhà này ngày thường. Thế bảo đến tập đoàn, con thằng Kiệt giờ có kinh doanh riêng nên bận rộn. Mình bác ở nhà buồn lắm. Vậy bác nên hối thúc cậu ấy lấy vợ đi để nhà thêm vui. Bác cũng trông lắm mà phải đợi Mỹ Trinh trở về mới tính được. Vậy hả bác? Thế mà con hỏi cậu ấy lại lơ đi. Mẹ với cậu ta nói chuyện con đi lên phòng đây bảo đi về hướng cầu thang lên lầu luôn liền gọi. Cậu lại trốn tôi đấy hả? Có tin tôi tử mặt cậu luôn không? Bạn bè mà cậu không tôn trọng tôi gì cả. Tôi đi tắm được chưa? Thế thì được, nhanh xuống đó. Bà Kim cười nói, Thế Bảo có thói quen về nhà là đi tắm rồi mới ăn cơm, con ngồi uống nước đợi tí thế Bảo xuống đó mà. Con hiểu cậu ấy mà, tại con nói đùa chọc cậu ấy thôi. Ừ, thế bảo có mỗi con là bạn Nên bác không muốn hai đứa có chuyện gì bất hòa không vui Không có gì đâu bác Con với cậu ấy quá hiểu tính nhau rồi Mà con đã có bạn gái để tính đến hôn nhân chưa? Con chưa, vẫn còn đang ế Sao vậy con tài giỏi như thế Mà hay kén chọn quá Chắc duyên phận chưa đến đó bác Ừ, con với thế bảo cũng qua ngưỡng 30 rồi Nên yên ổn gia đình, sự nghiệp cũng có Công việc là cả một đời, vẫn nên dành thời gian cho bản thân. Dạ bác, để cho Thế Bảo cưới vợ trước rồi đến lượt con, chứ còn đuổi theo cậu ấy không kịp rồi." Bà Kim cười vui vẻ, "Thôi, con uống nước đi, chắc Thế Bảo cũng sắp xuống rồi." Dạ bác. Lúc này trong phòng Bảo vừa tắm xong, trên đầu tóc vẫn còn ướt vì vừa mới gội, vài giọt nước nhỏ xuống bờ vai vững chãi chưa kịp thay đồ ánh mắt anh nhìn đến cánh cửa chỗ bức tường sau đó đi đến đưa tay vặn từ từ mở cánh cửa diệp đang đứng ở cửa sổ cô nhìn xuống khuôn viên dưới sân rồi nhìn về hướng xa xăm với ánh mắt buồn miên man tiếng động rất khẽ đã làm cô chú ý xoay người lại nhìn cô giật mình bởi dáng vẻ hiện tại của bảo cậu ba đứng đó làm gì nhìn ngắm vu vơ vậy thôi chứ không có gì cả ở trong phòng suốt chắc cũng buồn chán lần đầu tiên nghe bảo nói một câu nghe như quan tâm đến tâm trạng của mình làm diệp thấy bất ngờ và có chút gì đó ấm áp trong lòng cô cười nhạt nói tôi cũng quen rồi cậu bác sĩ đấu nói hiện tại sức khỏe đã ổn có thể đi lại trong nhà không nhất thiết chỉ ở phòng này tôi có thể đi đâu mà thấy ở trong phòng cũng tốt đang chống đối tôi ư diệp im lặng Đối với Bảo cô vốn dĩ không có lựa chọn hay phản kháng Chỉ là ở phòng một thời gian cô đã quen Giờ kêu cô có thể đi nhưng đi đâu Ra khỏi căn phòng này cô cũng chỉ quanh quẩn ở đây Có thể chạm mặt người gây ra ám ảnh cho mình Thà cô ở trong phòng cho yên ổn Sao không nói gì Cậu ba muốn tôi nói gì Đừng có dùng thái độ đó với tôi Nên nhớ vị trí của mình Cảm ơn cậu ba đã nhắc Tôi chưa bao giờ quên điều đó thậm chí mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân tất cả những đãi ngộ này từ đâu mà có biết vậy thì tốt dầm bảo nói xong đi về phòng mình sau đó là tiếng đóng cửa mạnh giống như đang tức giận diệp không hiểu được người gì lúc nóng lúc lạnh không biết đâu mà lường cậu ấy xuống rồi kìa bác thế bảo xuống rồi thì vào ăn cơm thôi cậu tắm rồi ngủ quên luôn hay sao thế Lời lên tiếng trách bảo nhưng anh lại không nói gì. Mặt lạnh tanh không cảm xúc đi thẳng vào phòng ăn trước. Luôn nhìn bà Kim ngờ ngác. Cậu ấy bị sao vậy không biết. Thôi con đừng để ý. Tính thế bảo trước giờ là vậy. Thôi con vào ăn cơm với bác. Dạ. Lần đứng lên đi cùng bà Kim vào phòng ăn Trong suốt bữa cơm hầu như chỉ có Luân nói chuyện với bà Kim Còn bảo ăn bà không nói gì gương mặt im lìm u ám luôn nhìn thấy vậy cũng không muốn chọc vào lúc này tự nhiên luân hỏi bà kim mà bác người tên diệp lần trước con đến có thấy không còn làm cho nhà bác nữa hả à cậu ăn xong rồi thì về đi cậu bị làm sao vậy thế bảo tôi còn chưa ăn cơm xong đã đuổi như này chắc tôi không dám đến nhà cậu ăn nữa đâu cậu không đến thì thôi cậu thế bảo nói đùa thôi con đừng để ý còn con sao cứ thích chọc thành luân vậy con không rảnh để mà chọc cậu ta bạn bè bao năm mà cậu nói thế giờ tôi về thưa bác con về con đừng giận thế bảo không có gì đâu bác cậu ấy có vẻ không chào đón nên con không thể mặt dày ở đây được con cũng cảm ơn bác về bữa cơm luân nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài bảo vẫn ăn bình thường mặt không hề có cảm xúc bà kim lúc này nhìn anh hỏi con làm thành luân giận bỏ về rồi kìa con bị làm sao thế cậu ta ăn no rồi thì về chứ có gì mẹ căng thẳng vậy con cũng no rồi con lên phòng đây bảo đứng dậy rời khỏi ghế đi được vài bước đột nhiên dừng lại anh quay người khỏi mùi chị mang cơm lên lầu chưa dạ rồi cậu ba nghe vậy bảo không nói gì nữa mà ra khỏi phòng ăn rồi đi thẳng lên diệp lúc này trong phòng đang ăn cơm nghe tiếng mở cửa cô ngẩng đầu nhìn đến trông thấy bảo cơm trong họng nuốt không kịp mà nghẹn bảo liền đi đến lấy nước cho cô uống ăn mà cũng nghẹn cho được diệp cầm ly nước uống một ngụm cảm thấy dễ chịu hơn cô mới nhìn bảo nói cảm ơn cậu ba bảo ngồi ghế bên cạnh một chân gác lên chân còn lại anh nhìn đến đồ ăn trên bàn rồi cất tiếng đồ ăn thế nào Dạ ngon lắm cậu Có thèm gì không? Không có Muốn ăn gì thì nói với chị Mùi Tôi biết rồi Sao không ăn tiếp đi? Tôi no rồi cậu Ăn ít vậy Diệp không biết sao hôm nay Bảo lại nói nhiều như thế Cảm giác không quen chút nào Xong cô vẫn trả lời bình thường Cô đưa tay dọn đồ ăn Để lát mùi lên mang xuống Cứ để đó đi Bảo đưa tay cầm lấy đôi đũa trên bàn Rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn ngon lành trước ánh mắt ngơ ngác của Diệp. Sao lại nhìn tôi? Cậu ba không thể ăn được. Tại sao? Đồ này tôi vừa ăn rồi, nó không phải dành cho cậu. Nếu cậu muốn ăn có thể nói chị mùi mang cho cậu. Không cần phiền phức như thế, tôi ăn cái này được rồi. Bảo tự nhiên cầm lấy chén mà Diệp vừa ăn xong để ăn. Không hề cảm thấy nó bẩn, nhưng Diệp lại thấy ngại. Dù gì những thứ đó cô vừa mới ăn xong, cả đũa và chén nữa bất giác mặt cô nóng gian đỏ như quả cất chín Diệp đứng lên định đi thì bảo lên tiếng Đi đâu đó? Tôi, tôi đi rửa mặt Ừ Diệp không dám nhìn thẳng vào mặt bảo Cô đi một mạch vào phòng tắm Vừa đóng cửa lại đã thở phào một cái Cô đưa tay chạm lên mặt mình Nhớ lại hành động vừa rồi của bảo Mà tim đập nhanh từng hồi Ở ngoài bảo vẫn đang ăn một cách ngon lành Cửa phòng đột nhiên mở ra mùi mang sữa vào lập tức sững người cậu ba đem sữa cho cô ấy sao dạ hồi nãy dưới nhà cậu ăn cơm rồi mà thì sao giờ tôi ăn nữa không được à không phải nhưng đây là cơm của em diệp mà ừ cô ấy ăn không hết nên tôi ăn mà sao thế ấy chết để tôi dọn rồi xuống nhà mang cái khác lên cho cậu ăn không cần đâu tôi ăn xong rồi dẹp đi dạ mùi không tin những gì xảy ra trước mắt mình một người kỹ tính từ trước đến giờ lại ăn thức ăn thừa của người khác sao không dẹp còn đứng đó dạ tôi làm liền đây cậu sữa tôi đặt đây nha mùi giật mình vội đặt ly sữa xuống rồi dọn dẹp chén đũa trên bàn đưa mắt nhìn quanh không thấy diệp đâu nhưng trước mặt bảo lại không dám lên tiếng hỏi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng diệp từ phòng tắm mở cửa bước ra cô đi đến hướng giường thì bảo lên tiếng đến uống sữa đi. Diệp nhìn đến mới thấy ly sữa trên bàn, đồ ăn cũng không còn. Vừa ăn cơm xong, tể lát tôi uống. ăn như mèo người mà no gì, uống nhanh đi rồi ngủ. Tôi no thật mà cậu. đừng có cãi, tôi không thích lập lại lần thứ hai đâu. nghe bảo ra lệnh nên Diệp đành đi đến bàn cầm ly sữa lên. dù ăn không nhiều nhưng cô đang no thật nhưng bảo đang nhìn chằm chằm mình nên cô nhắm mắt ực một hơi hết cạn hết ly sữa uống sữa thôi mà làm như cực hình vậy nếu ngán thì mai tôi đổi sữa khác không cần đâu cậu tại đang no nên thế thôi vậy sao không nói no thì lát rồi uống nhưng cậu bảo tôi uống mà ờ tôi nói thì kệ tôi còn no thì phải bảo chứ tôi có nói đang no đó chứ có à sao tôi không nhớ diệp nghe mà tròn mắt cơm lín Cô thật không biết bảo nhanh quên hay giả vờ mà nói tỉnh bơ như vậy nữa. Mà hôm nay có người đưa đồ đến không? Lúc này Diệp mới nhớ đồ bầu mà bảo đặt người mang đến. Có cậu, đồ rất đẹp, nhưng mà cậu mua nhiều như vậy tôi sợ mà không hết. Tôi còn thấy ít định vài hôm nữa đặt họ đem đến. Cậu bà không cần mua thêm đâu, lãng phí lắm. Không cần phải tiết kiệm cho tôi. Trước khi dùng tiền vào mục đích gì đó Tất nhiên tôi phải cảm thấy nó xứng đáng Diệp nghe bảo nói thế Trong lòng có chút vui Nhưng rồi sau đó cô lại nhận ra một điều Anh nói nó xứng đáng Vì đứa bé trong bụng cô Chứ không phải cô Đôi khi những thứ bảo làm lại khiến cô lầm tưởng Nhưng thực tế luôn vũ phàng Cô đã chấp nhận Chỉ là đôi khi lại buồn tuổi mà thôi Lặng lặng Diệp đi đến giường Rồi nằm xuống theo thói quen cô quay mặt vào trong Bình thường bảo sẽ làm việc Không biết ngủ lúc nào Mà đặt lưng xuống giường tầm một lát thôi Hai mắt cô đã díu lại Rất nhanh chìm vào giấc ngủ Lúc này cũng vậy Nhắm mắt mơ màng sắp ngủ Bỗng có bàn tay vòng lên người cô Diệp biết đó là bảo Cô cứ mặc kệ không nói gì cả Ngày mai tôi sẽ trở ra ngoài chơi Diệp nghe nhưng không đáp trả Cô cứ nằm im như thế tay bảo vuốt ve ở phần bụng của cô ngủ rồi à cô vẫn lặng thinh một lúc lâu bảo cũng không nói gì nữa cô nghe được hơi thở đều đều phả vào phía sau hõm cổ của mình dường như anh đã ngủ cánh tay vẫn ôm ngang bụng cô trong vô thức cô định chạm lên bàn tay ấy nhưng rồi lại thôi cô tự dặn mình không được mơ tưởng những thứ xa tầm với Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khế ước đẻ thuê của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.